Okay. Okay, welcome back. Oh, okay, I will play the slide. Okay. Okay, do you see it? Yes. Yes, okay. Cô lại bật một chút. Cô đợi bật nhá. Oh, okay. Đâu cô đợi bật à? Okay. Okay, now can you see kẹo? How do you say kẹo in English? Candy. Candy. How do you spell it? C A N D Y. Good job. Now, okay. Now, I have two teams. Cô có hai đội. One team is the witch, là bà phù thủy, and one team is the ghost, là con ma. Right? So take turns chewing a letter and answering the question. À, chúng ta sẽ phải thay đổi luật. Chúng ta sẽ trả lời. À, bây giờ nha. Okay. Okay. Wow. Nào, bây giờ con sẽ chọn một từ nào. Choose a letter. Thái sẽ chọn một từ. Một chữ. A. A. Ồ, an toàn luôn hả? A luôn. Ồ, ồ, nó đang xoay á. Ồ, nó đang xoay. Hiểu sao chơi này chơi này. Cái nhà ai được một điểm sẽ đi lên cái nhà bay đi. Nào. Bây giờ nhá, bây giờ nó sẽ có như này. Bây giờ hãy nhảy giúp cô. Cô đâu nhỉ? What is this? Đây là quả gì? Ngô. Bí ngô. How do you say in English? Dây. Do you know? Dây. K O L A N T-E-R-N. Okay. What is this? Bat. Bat. Okay. Con bat. Nào bây giờ ghi cho cô một từ mới. Đấy là từ pumpkins. Là quả bí ngô. Vậy là chúng ta có quả bí ngô nhá. À, no. Ôi. Lantern. Con không hiểu cái trò chơi này nó như nào của. Nó là có hình ảnh để chúng ta đoán được cái từ đấy. Và chúng ta phải có từ. Lantern lần trước chúng ta học rồi là gì nhỉ? Lantern là có bí ngô. Lantern mà lần trước chúng ta học lantern là gì nhỉ? Ốt thật ạ. Lantern là lần trước là lồng đèn. Ốt đã học rồi. À, chúng ta học rồi. À, chưa học thì phải. Lantern là lồng đèn. Cái máy của cô làm sao đây? Đâu, quỷ con nghe đánh nhạc lúc gì không? Bây giờ cô vừa tắt nhạc đó. Nào, ghi cho cô lantern nhá. Chữ lantern đây có nghĩa là Jack was lantern. Đây là bí ngô hình mặt quỷ. Nhưng mà chúng ta chỉ học chữ lantern thôi. Anh đi đâu ạ? Ok. So now repeat after me. Lantern. Lantern. Tí nữa sẽ có chữ bí ngô. Nào. Ok. Hey. What is this? Bat.
Now, good job. What is this? It's a witch. The witch. Okay, chỗ này nó tắt luôn cả tiếng của cô rồi. Now, witch. Witch. Là phù thủy. Hãy anh ghi đi, phù thủy. Con đi học thêm, con từng học cái này rồi nhưng con toàn quên. Vậy hả? Vậy mình sẽ ghi lại cái từ đấy. Đó con ghi lại. Ôi nhìn bà phù thủy này mới không phải ghê hơn bà kia. Bà này già hơn, bà kia trẻ hơn. She is older than yeah than that lady. Okay, nào. Okay, nào. Hãy anh giúp cô đọc cho cô. Hãy anh đọc cho cô nào. Witch. A witch. Okay. One more time. Witch. A witch. Okay. Next. Okay, what is this? What is this? What is this? Again, again. Can you say it again? Got. Got. Okay. So we have ghost. Con gì? Con ma này còn dễ thương với lại không đáng sợ. Con này dễ thương hơn con kia. Không dễ thương hơn con kia. Không đáng sợ. Bởi vì là nhìn rất là không có răng nanh đúng không? Yes. Yes. Okay. Con ghi ghost. Ma. Please. Do you scare? Do you scare of ghost? Con sợ ma. Yes. Yes. Okay. Hãy nhớ đã từng. And you? Yeah. Yeah. I do. I am scared of ghost. Con ma. Cô sợ ma. Nhưng mà sao nhỉ? Nó rất là làm sao? It is very ugly. Cute. Cute. Why? Why is it cute? Con nhìn con ma này, con nghĩ con ma ngoài đời thật nó như này. Okay. It is cute. Okay, now next. What is this? Candy. Candy. No. Is this candy? Candy nữa. Yeah, it's candy. It is. It is. Candy, right? Do you like candy? Yes, I do. Yes, I do. Me too. Now, can you tell me how many candies are there in this picture? There are 3 candies. What colors are they? They are yellow, blue, pink. Pink, okay. Hãy can you tell me đúng rồi. Đúng rồi, nhưng nhiều nhiều cái băng trước nó hỏi cái băng đâu có đâu. Nó bỏ cái băng đi mấy năm nay rồi. Có cái băng mà đầu trên mặt bằng vàng vàng gì đấy, trông vẫn mờ đầu nổi trên đấy. Không có đâu, chắc chắn không có đâu. Nó bỏ cái đấy mấy năm nay rồi. How many okay. Next. No. Okay, next. Wow, what is this? Nhà ma. Nhà ma. Vậy chúng ta có từ nhà rồi. And in the English. Can you guess? Con thử đọc cho cô từ này mà. Haunted house. Haunted. Haunted. House. House. Hãy anh ghi cho cô haunted house, nhà ma. Finished. Okay. Nhìn, now look at this house. And how house. Many? Okay. Okay. Repeat after me. Haunted house. Haunted house. Okay. Look at this picture and tell me how many ghosts are there in this picture. How many ghosts are there? There are 3 girls. In this
Hunting house. Yeah, in hunting, in this hunting house. Okay, how many doors? No, how many windows? How many windows are there? In there this? Are four windows. Ah, there are four? Okay. Five. And five. Ah, what is this? Cái cánh cửa của chúng ta thì chúng ta sẽ nói là không phải không biết cái cánh cửa đấy. À, nhưng mà ba cánh cửa ở bốn cánh cửa bên trong. Cái lỗ cái bé tí tí. No. Thế cô hỏi nhá, cái cửa chính này chúng ta gọi là cái gì? Door. À, door. Ờ, ok. Thế còn những cái ở trên đây thì gọi là gì? Window. Window. Ah, okay. And look at this ghost. Is this ugly or beautiful? No. Is this beautiful? No. 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 Okay. Now, nó vui vẻ. Now, con ma này nó vui vẻ đúng không? What can you say? What can you say? Con ma này vui vẻ. It goes. Vui vẻ. Vui vẻ. Happy. Ok, đúng rồi. Con ma này tức giận. Hả, anh tự học từ tức giận chưa? Do you know? Tức giận. Con biết nhưng con quên mất rồi. Con biết quên hết rồi. Ok, cô viết nhé. Angry. It is angry. Angry. Nó bắt đầu bằng chữ gì? You. Angry. Nó ang. Hey. Angry. Yeah. And. Exactly. G. R, đúng rồi, có một chữ R của cô. Và chữ gì ấy? Angry. Chữ gì nữa? Why. Angry. Ok. Hi. This ghost is angry. Con ma này thì tức giận, it's đúng không? So angry. Đúng rồi. Angry, tức giận. Ok. Ok. You have a cough. Con bị ho. Yes. Angry. Okay. Now next. What? And you know this cat? Con mèo màu đen ha. Mèo màu đen. Next. Okay. We have this. Pumpkin. Yes. Do you like eating pumpkin? Pumpkin. No, bí ngô đó. Hãy yes. Đi cho cô. Nào, hãy đi cho cô đã xong rồi đọc. Bí đỏ. Con thích bí đỏ nhưng không thích bí ngô. À thế à, con thích bí đỏ, không thích bí ngô. Ủa, cô tưởng hai cái loại bí này là dùng như nhau mà nó chỉ gọi tên khác nhau thôi. Chúng ta có yeah. Bí xanh, yeah. Chúng ta có bí màu xanh này, chúng ta có bí đỏ đúng không? Hãy rất hài nhá. You are very funny. You are very funny. Now, chúng ta có hai cái gọi, một là bí đỏ, hai là bí ngô. Và trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ gọi là pumpkin. Wow. Wow. Okay. Now, repeat after me. Pumpkin. Pumpkin. Okay. Đó, pumpkin nha. Ờ, cho ghi nghĩa. Ờ, con ghi đi. Bí. Con ghi hẳn bí đỏ cho anh. Đúng rồi, bí đỏ cũng như là bí ngô. Bí đỏ không phải là bí ngô. Bí đỏ. Đúng không? Bí ngô. Ngô. Đúng không? Yes. Okay. Next. It is very good for your health. Rất là tốt cho sức khỏe. Okay. Cô. Cô chơi trò chơi này kiểu gì? Cô chơi trò chơi mà bây giờ nó hết trò chơi, hết tiếng mất rồi. Tí nữa cô cho một trò chơi chơi nối chữ hôm trước nha. Cô chuẩn bị cho trò chơi nối chữ này. Nào. Nhưng mà cô không nhớ
cái trò chơi vừa nãy là trò chơi như nào, ai thắng ai thua? À, trò chơi như nãy bởi vì là cái cô bên phòng đào tạo ấy, cô ấy làm nhưng mà nó bị đơ cái phần mà chạy chương trình, nó bị đơ cái slide này nên là cô không chạy được hết, nó bị đơ phần đấy. Phần này hết nhạc mất rồi nên là đó, đây cô cho con nhìn lại đó. Bây giờ con chọn nhá, bây giờ cô chọn một cái bất kỳ này rồi đó, tức là khi mà chúng ta trick hoặc là cheat này là chúng ta trúng phần thưởng đấy, thấy chưa? Khi mà con có cái này thì con sẽ được trúng phần thưởng, con ăn điểm đấy. Ví dụ như là cô với con chia làm hai đội đó, nhưng mà vừa nãy không chạy được, bây giờ Hải Anh nhắm một cái khác không ạ? Which letter? Chữ gì đây? R. R. Ok. R. Rồi, thế khi mà Hải Anh như này thì Hải Anh không được có quà, mà Hải Anh phải đoán được chữ này là gì? What? Monster. Monster, but it mean its meaning is, nghĩa là gì, con mới đoán được thì mới được điểm. Dễ rồi mà. À, là gì nhỉ? Quái vật. Quái vật, ok, con quái vật. Nào bây giờ tiếp nha. Nào, next. Hải Anh được 2 điểm. À, Hải Anh được 1 điểm ạ. Next. Tên cô. Cô gì nữa? Chữ gì nhỉ? Để con chọn đi. Ô, con tưởng đến cô mà. Đến cô, rồi, cô chọn nhá. H. Oh, pumpkin, pumpkin chúng ta học rồi. Đó là quả bí ngô. Okay. Ok. Next, Hải Anh. Your turn. A. What? A. A. A again? Are you sure? A. What A. is the meaning? A. Ngôi mặt. Quả gì? À quên, cái gì đây? À lồng đèn. Lồng đèn. Lồng đèn. Lồng đèn ngô. 2 điểm. Ok. 2 points. Right, yes. Ơ, oh, nó không đi đi gì. Yes. Ok. Which chúng ta biết rồi, đó là phù thủy. Ok. Nào, như cái này chúng ta biết rồi. À, đến lượt Hải Anh nha. Tôi sẽ mở nhạc cho Hải Anh. Ai? Ai? Ok, ai? Cái này Hải Anh biết. You know it. Spider, nhẹ. Nhẹ. Yes, you know it. So, 3 points. Points. Ok. Lại đến tiếp tục Hải Anh. Em. Ok. À, cái này này, từ mới nha, đố Hải Anh đoán được nghĩa. Can you guess its meaning? Mặt nạ. Cái gì nhỉ? Mặt nạ. Mặt nạ. Customer. Customer đây có nghĩa là sự hóa trang. Cô có để con bán đi. Ê, hết thời gian rồi. Có 15-30 giây thôi. Đúng không? Yeah. Nào, customer. Sự đây là trang phục. Khó đấy nhỉ? Yes, nó khó. Nào bây giờ nhá. Bây giờ Hải Anh viết cho cô customer, trang phục, hóa trang. Rồi chúng ta sẽ có một cái game như sau. Trang phục hóa trang. Wow. Vampire. Oh no, no. Repeat after me. Costumer. Costumer. Okay. Next. Con gì đây? Do you know it? Macaron. Macaron. Đúng rồi. How do you pronounce it? Vember. Again. Vember. Vampire. Vampire. Yes.
Macaron. Macaron. Vampire. Macaron. Finish. All right, next. Skeleton. 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 Yeah, skeleton. Skeleton. It means bộ xương. Okay, just write down bộ xương. Finish. Finish now. Okay, chúng ta sẽ chơi game trong vòng 1 phút. Bây giờ cô sẽ bắt đầu trước. 1 phút. Yes, nối từ nha. Again. Và okay. Okay, cô sẽ bắt đầu này. I will start. Apple. Apple is mean quả. Apple. Ừ. Táo. Táo. Now you will tell me a word with E. Start with E. Elephant. Elephant. Okay. Good job. T. T. Now can you? Ah no, it's me. Ten. And nine. Nine is number nine or nine? Yes. Number nine? Yes. Okay. Bây giờ hãy cho cô một từ liên quan đến chủ đề Halloween kết thúc bằng chữ E nào. My. Một từ liên quan kết thúc bằng chữ E trong chủ đề Halloween. Vampire. Nào. Again. Bắt đầu lại cho nào. Vam gì? Vampire. 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 Okay. Vampire. Okay. Now. Ngày mai là Halloween đúng không? Monster. Monster. But it ends with R. Nó kết thúc bằng chữ R, nó không phải là bằng E. Okay. Rồi, hôm nay chúng ta right. Okay, bây giờ hãy anh về nhá. Hãy anh hãy làm cho cô một bài tập về nhà như sau này. Cô đâu nhớ? Hãy anh sẽ miêu tả cho cô. Ngày mai là Halloween. Miêu tả cho cô xem ngày mai Hải Anh sẽ làm gì nhá. What are you going to do tomorrow? Sẽ làm gì ạ? Trong tóm lại con ma hay là bà phù thủy thắng ạ? Cứ tóm lại là ai thắng nhỉ? Cô sẽ cho con xem nhá. Cô nghĩ là cô phù thủy, bởi vì phù thủy đang ở trên này. Oh my god. Okay. Là chúng ta sẽ show slide này xem ai thắng. Oh, không thấy luôn đó. Lạ thế nhỉ. Rồi, phù thủy xếp hạng đầu, con ma thắng thứ hai. Okay. Phù thủy xếp hạng đầu tiên rồi. Okay. Nào, bây giờ hãy anh về nhà nhé. Hãy anh hãy miêu tả cho cô về lễ hội Halloween. Nhưng mà Halloween là ngày mai, hãy anh hãy miêu tả cơ. Con nói về cái gì cũng được. Describe your Halloween day. Halloween không biết nói về cái gì. Con không biết là nói về cái gì à? Thế cô sẽ cho một bài khác. Bài tập về nhà miêu tả Halloween thì hơi khó với con. Bây giờ cô sẽ miêu tả cho anh nói về
Chẳng lẽ cho anh nói về bức tranh này? No. 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 Hãy anh hãy kể cho cô một câu chuyện về phù thủy. Tiếng Anh ạ? Tiếng Anh. Tiếng Anh nhưng mà chỉ 5 dòng thôi. Ok, ví dụ con lấy ví dụ nha. Nó khó nhưng mà bây giờ cô sẽ cho bức tranh này. Con đã miêu tả một bức tranh mà nó nói về bà phù thủy nào đó sống như thế nào đấy. Nó tóm lại là ok. Ok, Hải Anh chỉ cần miêu tả cho cô nhá. Có vẻ như nào? Miêu tả cho cô là trong lễ hội Halloween có những gì, đơn giản thôi. Ok, khó quá hả? Rồi, khó quá thì no. No. cũng hơi khó. Ví dụ ngày mai con không đi đâu thì con sẽ kể ngày mai con ở nhà xem phim, đơn giản vậy thôi. Phim mà cô. Phim mà. Anh xem phim mà. Đâu. Ok, thế đơn giản như này nhá. Không cần phải nói sâu về Halloween thì. Bây giờ các bạn lại cô. Biết lắng. Thế Hải Anh có ý tưởng gì về nói về Halloween nào? Cảm ơn ạ. Giờ mình lạ, ừ, ok. Rồi, rất khó đúng không? Ok, bây giờ hãy về nhà chuẩn bị cho cô bài hôm sau vậy. Bài hôm sau như là... Bài hôm sau, Hải Anh hãy miêu tả. Cô ơi cô. Ôi. Để giao cho cô một nhiệm vụ là một làm một cái mặt nạ đi cô. Thế thì không phải nói tiếng Anh à? Tiếng Anh ạ. Halloween ở trường Hải Anh có diễn ra tổ chức hoạt động gì không? Không ạ. À. Không à. Rồi, tạm thời bài hôm nay chúng ta về nhà chỉ học thuộc từ mới cho cô nhá. Hôm sau cô sẽ cho bài tập khác vì Halloween hơi khó với con nhá. Ok, hôm nay chúng ta không phải là bài tập về nhà học thuộc từ mới cho cô. Ok, no. Ok. Ok, what's your favorite word today? Cat. Cat? Ô, từ đấy con biết rồi mà. Bat. Ô, con rơi, cô tưởng con biết rồi. Tất nhiên là con biết rồi mà. À thế hả? Ok rồi. Trong bài hôm nay có hỏi cô gì nữa không? Any question no. For the lesson? No? No. Ok. Ok. So, good night and see you next time. Good bye-bye. Night, teacher. Bye-bye. Have a wonderful weekend. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.